em cũng muốn cái chiếc cơm này nó duy trì cho bà con trong mùa dịch. Bây giờ em thấy thì rất là khó khăn lắm, dịch nó đã bùng trở lại rồi. Em cũng mua bán thức khuya cũng cực lắm, nhưng mà thôi em ráng thêm một chút nữa để ra những phần cơm ngon cho bà con trong cái mùa dịch khó khăn này. Thì bây giờ em thấy là còn rất là nhiều người cũng làm ăn thì cũng không được, cơm áo gạo tiền đủ cái chuyện hết. Em cũng cầu mong mấy cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước có nhiều sức khỏe để làm thật là nhiều tiền để tích ra một chút ít để cùng chung tay với nhóm em để duy trì bữa cơm ngon cho bà con nghèo. Nói chung là không phải nói riêng gì ở thành phố đâu mấy chị, cũng là khắp nơi á, mấy cái số rồi đó. Tụi em treo cái bảng này lên đây thì cái bữa đầu tiên á thì lại có mấy cô chú đến hỏi chừng nào bán. Mình ra ngồi tủ luôn chị, mình vừa đang chừng ra tủ đúng cho mọi người thấy cái địa chỉ của mình luôn á. Đây là chị tủ đây mấy chị, tụi em làm cái này đây là sự thật chứ không phải cá hình đâu nha. Dạ, em làm là ghi như vậy là em sẽ phục vụ như vậy. Là trước đây là em nấu cho bệnh viện hồi chức năng quận 8. Nhưng mà sau có mùa dịch đó thì bệnh viện hồi chức năng quận 8 là không có cho nhóm em phát nữa. Thì cũng có nhiều người là đóng góp tiền vô, nhưng mà tụi em làm vậy em thấy nó cũng phức tạp và cũng bạn đồng quân cũng không tin tưởng. Cho nên em không có đưa vừa vào đó, nhưng mà em nghĩ là đưa vào đó thì có người không, người thì ăn không hết, người thì không có ăn. Cho nên em có thời gian là em ngưng, em không có nấu nữa. Nhưng mà nếu mà sau này giảm hết dịch đó thì em sẽ nấu việc cho bệnh viện hồi chức năng quận 8. Tại vì bệnh viện đó rất là tội nghiệp lắm, những người mà nằm đó cũng có người thân nuôi nữa mấy chị. Đó thì đây em làm đây là đó, đây là sự thật chứ không phải là trá hình đâu. Em chỉ là phục vụ là 10.000 cho bà con nghèo thì bấm cái số vậy đó. Người lao động tự do rồi đó mấy chị, em bán một phần cơm là cơm mặn rất là ngon. Đàng hoàng em làm một bữa cơm giống như mà em cho người ta thôi, cơm thịt cá ví dụ bữa nào mấy cô chú tặng cái gì cho gì thì em cũng cho, em cho bà con đó. Và nếu mà khi nào nhiều quá thì em sẽ đi phát cho những khu nghèo, tại vì để nhiều quá thì nó ăn không ngon. Qua bữa sau em sa chế không kịp và nó không ngon, tại vì cái tấm của em không có để mà đồ để lấp ẩm đó, cho nên là gì mấy chị. Thì em cũng cảm ơn mấy anh chị rất nhiều và suốt thời gian qua trong mùa dịch cùng chung tay nhóm em và công cụ gia đình thì em thấy như vậy là em rất là mừng, em mừng dữ lắm. Bây giờ thì cái phần cơm này thì em rất là mơ ước lắm, nhưng mà hôm nay thì em nói là đi, nếu mà ở nhà em nấu á, thì như vậy là mấy chị rất là chật chội. Rồi em ra những phần cơm á, mà thí dụ 400-500 phần á, thì nó cực dữ lắm. Và nhiều người cũng tham gia với em để cùng chung tay với em nấu cơm. Thì nhà em rất là chật chội lắm, cho nên em cũng hơi ngại, em từ chối mọi người. Thì hôm nay thì em đóng thực hiện được ước mơ em là về đây em làm, em thuê mặt bằng này. Thì mấy cô chú anh chị nào mà nếu mà tình nguyện viên đó thì đến đây cùng chung tay nhóm không bộ và kỳ trưởng Lê Thị, cứ liên hệ hai số điện thoại đi chị. Cứ liên hệ hai số điện thoại của em để thấy màn hình, là địa chỉ là 175 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5. Tụi em làm là không lợi nhuận đó mấy chị. Thì như vậy là về đây em làm thì nó sẽ vệ sinh an toàn hơn. Không phải em nói nhà em nó dơ, nhưng mà tại vì em mua bán đó thì đồ đạc nó cũng hơi rất là nhiều, nó để nó cũng hơi bận rộn một chút xíu, nên ông bà con cô chú anh chị đi đánh vụ thì nó hơi chật chội chút xíu. Thì nó vậy đó mấy chị. Thì hôm nay em xin thưa với mấy chị là đầu tháng 12 là một tây tháng 12 là nhóm em sẽ mở. Thì mong mốt là từ tháng 12, 1 tới tháng 12 đó nhóm em mở là cơm một lần đầu. Thì cứ nói với tụi mình bán giá số rồi đó nha, em bán cơm mặn nha. Cơm ở đây cơm thịt nha, thịt cá đầy đủ chứ không cơm chay. Dạ
Dạ rồi. Dạ. Biết không? Đây là chị Tưởng nè. Biết chị Tưởng luôn. Dạ. Đây chú thông báo giùm mọi người giùm con nha. Dạ rồi, ngày 1 tháng 12 nha chú, 10 giờ là tụi con bắt đầu khai trương nha. Đợi đông lắm đó, 10.000 đông. Dạ 10.000 đông lắm, 10.000 đông lắm rồi chú. Cái này tụi con thuê mặt bằng á. Dạ. Tụi con. Dạ chú cứ thông báo giùm mọi người giùm con nha. Mua con giờ ít chứ là cũng 25.000. Dạ. 10.000 là tụi thường cơm chay. Dạ. Dạ tụi con phải có mặt. Dạ rồi. Dạ. Đây địa chỉ đây, liên hệ hai số điện thoại nha. Số điện thoại này là liên hệ số thoại em Phong, là mình sẽ nghe máy hỗ trợ cho em Phong. Còn số điện thoại bên đây là số điện thoại của chị Tưởng. Thì mọi người cứ vui lòng gọi hai số điện thoại này ha. Nếu có mạnh thường quân anh chị tình nguyện viên nào muốn tham gia cùng nhóm thì cứ tới địa chỉ 175 Trần Bình Trọng vào khung giờ là từ 6 giờ sáng tới 13 giờ trưa nha. Vì sau khi 13 giờ trưa thì mình với chị Tưởng sẽ đi bán hàng ăn để có tiền để mặt bằng nha mọi người.